Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một cái biến áp, nó hạ điện áp từ 220V xuống 110V và nó là một cái biến áp tự ngẫu. Thì cái biến áp này mình nhảy được chứ nhà mình xin được ở trường. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để đấu nối làm sao để cho hạ một cái biến áp 3 giây như thế này, nó có thể hạ điện áp từ 220V xuống 110V. Hoặc là nâng 110V lên 220V. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn đấu 220V xuống 110V thôi. Thì cái này hoạt động nó khá là giống với lại biến áp ở trong Li Wah mà ổn áp á. Thì em hạ điện áp 220V này xuống 110V để chúng ta có thể sử dụng đồ nhật đó. Mẹ ta nhỉ sao lại? Để sử dụng cái biến áp tự ngẫu này, chúng ta sẽ sử dụng hai dây ngoài cùng này, nó sẽ là dây 220V. Thì để xác định nó thì điện trở của hai quận này sẽ là lớn nhất và các bạn sẽ lấy điện áp 110V ở hai dây bất kỳ, với dây vàng này với lại dây đỏ này hoặc dây vàng với lại dây xanh này. Mình sẽ cấp điện áp 220V vào đầu xanh và đầu đỏ. À, mình sẽ lấy điện áp ra 110V ở dây xanh và dây vàng. Mình sẽ đấu nó vào một cái bóng đèn như thế này. Các bạn lưu ý là các bạn đang thao tác trực tiếp với lại điện 220V. Nên là các bạn nên có một chút kiến thức thì các bạn thấy đủ kiến thức rồi thì mới làm nha. Mình sẽ cấp điện 220V vào. Đó, các bạn có thể thấy là bóng đèn nó sáng khá là yếu. Mình sẽ đo cái điện áp ra cho các bạn xem nhé. Mình sẽ để ở đây. Mình đang đo để thang đo xoay chiều này. Mình sẽ đo điện áp vào này. Điện áp vào là 230V. Và điện áp ra mình sẽ đo ở dây xanh này. Không, dây vàng. Và dây đỏ và dây vàng. Đó, và điện áp ra của nó là 112V. Ok, và bây giờ mình sẽ đưa cho bạn các bạn sơ đồ của cái biến áp này nhé.